sứ thần nhân dục của anh đối với các con cháu của anh trùng như điểm đông cao như những lá sơn. Gia đình anh đã mất đi người chồng, người cha và một người anh của dòng họ Vân Biếp. Tình giác là như thế, thiên đàng mới là vĩnh cửu. Vân Biếp là thế nhưng không sao tận khoai sự mất mát đau thương vợ con và cả cháu đau thắt không cần đối với ơn nghĩa trưởng áo dài cơm mặn đối với nghĩa vợ sự cố bất lòng quằn nồi nay ăn đã khổ lắm quạt thần về với Chúa. Tôi xin thay mà